Verbindung an. Ne? Sao vậy em à? Này cũng cứng đầu lắm chứ. Sơn bay mặt đi rồi. Nó từ từ. Nhiều lắm mày. Mừng đã ngứa luôn á. Tặng chết là tìm người đâu em má. Đau xin đau. Dạ bình thường chị cứ nặng thoải mái đi. Dạ em dạ đau rồi. Mày sao?
Tự em bọc mấy cái mà mỗi lần bọc nó ra xí 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 vô. Cái vợ em ghét quá, kêu kêu qua đây à? Dạ, chị lo chị nặng cho. Chị nặng xí chị lấy bọc ra luôn. Bọc nén có cái bọc. Vợ em cũng cho thưởng thức cái đoạn mà chị lấy cái bọc. Qua ra em chịu không nấu ra, nãy em gọi là em lên luôn đó chứ. Cũng như lâu lắm rồi, vợ mấy năm rồi mà. Hồi trước là hắn chỉ ở dưới thì lúc mình rờ vô mình mới thấy chị kìa. Cái mình bọc lên nó xí chứ mấy, xí cơm lên chứ mấy. Xong tự nhiên tầm khoảng 2-3 tháng đổ vào đây tự nhiên to. Dạ, to lên mà nhìn thấy rõ, sợi gừng nhìn thấy rõ liền cầm cợm nữa đó. Nhiều phải không chị? Em còn một cục ở dưới cái dây tay nữa chị này. Chị vậy coi. Sầu lắm. Dạ. Để coi tập gì. Nó xịt lần thấy bữa nay lên lại thì hắn giống như bị áp xe gì đó. Dạ đó. Rồi vô là thấy liền. Sừng mũ lên nè. Khó phải không chị? Khó thì bị cái tay ghê lắm chị, mà em đi làm bệnh viện á, cho thuốc uống vậy kìa. Uống chi? Dạ thì bởi mà không uống rồi cũng rửa à. Dạ. Lại là mười đến trăm thời gian chữ mới lên lại đó chị. Cái gì cái bông nặng thì mới đã được. Vậy là cái bọc ra hết. Nhưng mà chị bọc mà ngay phục luôn phải. Biết luôn. À nãy ha. Đã.
Tai kia có hả? Dạ không, cái bên đó hơi điện. Mình đợt nó là bác sĩ cho uống giả thuốc là hắn tự uống phục luôn. Rồi còn như mấy cái bạn đậu nữa. Cái này là ô bã mà. Dạ, xong không mới lên lại đó. Phải lấy ra mới sạch được. Dạ, trời vô con thấy cụm cụm mà. Như không có một cái ổ mụn một chỗ vậy là tự nhiên bọc cái mặt đó là phục một giây ra đứa đó. Mà xíu mà... này chị coi. Dạ. Mà không thấy được mà mũi hôi nó. Mấy mụn này đứa đó. Dạ. Dòng mụn này cũng hôi mà. Dạ. Nhiều cái mụn chịu không nổi luôn á. Dạ. Nặng gì quen rồi. Dạ. Này em thấy rồi. Là chị bọc chỗ cái tay xuống. Sướng. Sướng đã ngứa vậy kìa. Ừ. Nó bị ngứa. Bị uống mũ ở trong là gây ngứa. Dạ. Chưa hết đâu. Do vậy đang quay clip này này. Dạ. Hai cục nó vẫn còn. Dạ. Chỉ làm sạch hơn do máu nhiều. Được chưa hề? Ừ. Mà đang xíu nữa. Nói mũi còn chi à?